新疆归产品的，他说今天我们共产党们后来让他不到他们还让他也没了都把谁我总管我总管心情来这个大本领严重就是没气的没气的哇 HIV 认真那个不太大那么感染进入国家没那么认真大概的心中狂八十八九个慢慢来反而才来啊比较是吧那阿娇都能来没这八字融合进半身比赛啊比较公共有那比较干嘛有人啊不可能配面没安就是没人接赛那个公嗯东啊中比较公共没人被进包围给你啊到达比赛一定要人都能吗台南刚不了人啊在哪不有人啊被内乱过的猫哇过的费用哇因为马队金融啦共合作哇那个有懂得越南你可能阿懂啦要回眸乐观本人的光有当面来要比较一下子老天都会有几万岁但是叫他人有欢迎人的真正想结果比如你的 reverse transcriptase inhibitor 都是人都是人啊买买三个买了买梦抓抓干了买了不接上上了晚上 copy transcription 弱了 reverse 我了买三个 reverse transcriptive inhibitor 很软再软过了买回应不接就是回应了integrate inhibitor 你看过了没胆头 inhibitor TI 就是这个没胆头就说现在从中国地方很多 entry inhibitor 在软的中国的没尿你看过没尿bế sao ngựa bế hội nhập bế đảm tổ có bốn tiến trình giai đoạn bế sao ngựa chia ra hai loại gọi là bế nhân sao ngựa nucleus reverse transcriptase inhibitor và bế vô nhân non nucleotide
kinase inhibitor. Thì nay tôi chỉ nói phần lớn về bây giờ có rất nhiều thuốc trị suy giảm rất hữu hiệu. Bây giờ người ta trị cho người đàn bà có bầu trước khi sanh, người ta trị cho đứa bé mới ra sau khi sanh nếu có nhiễm trùng, và người ta trị cho những người hay dính dáng người HIV uống phòng ngừa, người ta có thể dùng để phòng ngừa trước được, và người ta dùng để trị thuốc men. Bây giờ có loại gọi là dùng dùng ta dùng phối hợp ba thứ cộng ba thứ thuốc cộng lại với nhau, ví dụ như thuốc gọi là Complera phối hợp với tenofovir và amphicitabine và rilpivirine. Complera tôi gọi là tổng hợp, hoặc là thuốc nữa gọi là atripla tôi gọi là tam sao. Tôi cũng có ba thứ gọi là tam sao, nhưng mà đủ bạn chứ không thất bạn. Tam sao đủ bạn, ví dụ như Truvada cộng với một loại nữa là Truvada, tức là amphicitabine 200 mg cộng tenofovir 300 mg cộng một cái bế đạm tổ TI, hoặc là một loại gọi là hội nhập bế hội nhập II thì gọi là tam sao đủ bạn là tổng hợp, hoặc là atazanavir, ritonavir, truvada. Truvada được dùng rất nhiều cộng phối hợp đủ với các loại thứ ba, hoặc là stribil, tenofovir, amphitheravir, lobicistat. Còn nhiều loại thuốc, ví dụ có loại thuốc thuộc loại bế hội nhập gồm có rantegravir, albitegravir, dalutegravir, bế đạm tố thì gồm có 10 loại, thuộc loại phần lớn chữ sau là navir, indinavir, sakinavir, ritonavir, amphenavir, darunavir. Còn bế sao ngược, tại sao gọi là sao ngược, thì vi trùng nó thuộc loại RNA, đây là từ RNA, ta đưa nó có một cái yếu tố sao ngược, ta đi ngược vô, nó trở thành chập lại một cái nữa. Cái bản sao của nó thì là thay biến thành DNA. DNA nó chạy vào trong cái nhân, nó nhập vào trong cái nhân luôn, nằm trong đó. Từ cái nhân này nó bắt cái nhân sản xuất, nếu nhân bị bệnh thì vi trùng bị nhiễm trùng sản xuất ra đúng cái khuôn, cái mẫu của vi trùng nó chạy ra, nó phát tác ra. Mấy thường thường mấy cái tế bào này gọi là CD4 có nhiệm vụ giống như lính ở trong quốc gia nói là đi giết sạch thì sẽ hướng dẫn nhiễm trùng bị mất, thì các cơ hội chủ nghĩa sẽ nổi dậy, sẽ phá tác khắp nơi và chính phủ sụp đổ. Nói tóm tắt thì nói chung thuốc rất nhiều loại, và bây giờ người ta có thể chữa trị được bất kể CD4 là số bao nhiêu, trên 500 người ta cũng có thể chữa. Và bệnh suy giảm bây giờ có thể sống được lâu hơn những người xưa. Xin tạm biệt quý khán giả nơi đây. Xin chào, hẹn gặp lại.